Thưa sư, cho con xin hỏi với một cư sĩ bình thường, khi gặp lúc nguy cấp hoặc lo lắng về một việc gì đó thì nên làm gì cho đúng pháp? Việc cầu nguyện hoặc niệm danh hiệu Phật theo nhân quả, tuy nó không giúp ích được gì nhưng cũng làm an ổn tạm thời tâm của người đang lo lắng đó. Vậy có cách gì thay thế để họ có thể vượt qua giai đoạn đó không ạ? Thì xin thưa với quý vị đó, cái này đó thì quý vị phải dựa theo cái bài kinh, một cái bài kinh, đó là bài kinh đầu ngọn cờ. Kinh đầu ngọn cờ, quý vị chờ sư tí xíu. Kinh đấy, kinh đầu ngọn cờ đâu đây? Đây. Đây. Thì khi mà đây nè, khi mà hoảng hốt, nếu mà run sợ hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược lên á, thì hãy niệm nhớ đến ta. Ngài là Thế Tôn ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư bậc Thế Tôn. Cái này nó không có phải là cái bản đầy đủ. Đâu là cái bản đầy đủ? Rồi thôi. Thì đó, quý vị thấy Đức Phật đề nghị đó là khi mà các ông mà sợ hãi đó thì các ông hãy nghĩ tưởng đến Như Lai. Nhưng mà nghĩ tưởng như thế nào? Nghĩ tưởng Ngài là cái bài Itibiso đó. Nếu mà ai là Phật tử Nam Tông thì biết Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Chavana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro Bhuvisadam Masaratisattha Dewamanusanang Buddho Phakawa tí. Đấy. Thì đó là cái bài Itibiso đó. Thì Đức Phật đề nghị là khi mà run rẩy sợ hãi thì nghĩ tưởng đến Đức Thế Tôn. Nghĩ tưởng đến Đức Thế Tôn chứ không phải là niệm tưởng bất kỳ một vị nào khác. Đức Phật không kêu gọi là hàng cư sĩ niệm tưởng, thậm chí là những cái vị Bồ Tát cũng không có, hoặc là một vị thánh nào đó, ví dụ như Nam Mô Ngài Xá Lợi Phất hoặc là Nam Mô Mục Kiền Liên thì cũng không có. Mà Đức Phật nói, một là niệm tưởng Đức Thế Tôn là bài Itibiso, hai là niệm tưởng pháp là bài Swakkhato Vagavata Thammo Sandittiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Bacchattang Ve Ditappo Vinnu Hi Tí, là niệm tưởng pháp. Thứ ba là niệm tưởng chư tăng ha, chư thánh tăng chứ không phải riêng một vị nào hết. Tại vì chư thánh tăng nó có oai lực hơn là một cá nhân một vị, dù cho vị đó là thánh, huống chi là phàm như là chúng ta thường niệm là các vị Bồ Tát hoặc là các vị Long Thần rồi các cái vị trời vân vân và vân vân, không có. Đức Thế Tôn Ngài đề nghị nếu mà không niệm Phật không niệm pháp thì niệm tăng, là bài Suppatibanno Suppatibanno Phagavato Sa Vakkasangho Uchupatibanno Phagavato Sa Vakkasangho đó. Thì niệm tưởng như thế, một là niệm tưởng Phật, hai là pháp, ba là tăng, chứ không phải niệm tưởng bất kỳ một vị nào khác. Bởi vì sao? Bởi vì cũng theo kinh đầu ngọn cờ thì Đức Phật nói đó, những vị khác khi nếu như họ còn là phàm, chưa phải là một vị thánh A-la-hán, họ vẫn còn phiền não, họ vẫn còn sợ hãi. Cho nên khi chúng ta niệm tưởng bất kỳ một vị nào khác ngoài Tam Bảo, chính xác hơn là ngoài Đức Phật, ngoài chánh pháp và chư thánh tăng, tăng đoàn đệ tử Phật và Suppatibanno đấy, thì tất cả những cái đối tượng khác đều có thể dẫn. Khi chúng ta niệm tưởng như thế, có khi chúng ta hết sợ, nhưng có khi chúng ta vẫn còn sợ. Bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn còn phiền não, họ vẫn còn ô nhiễm, cho nên bản thân họ cũng còn sợ hãi, thì họ không có lý do gì mà họ giúp được chúng ta thoát khỏi sợ hãi.
Chỉ khi nào chúng ta niệm tưởng ân đức của Đức Phật là bài Itibiso, niệm tưởng ân đức Pháp bằng bài Swakkhato, niệm tưởng ân đức Tăng Bảo bằng bài Suppatipanno, thì như thế chúng ta mới có thể thoát khỏi sợ hãi. Bởi vì Đức Thế Tôn là một bậc không còn sợ hãi, Pháp Bảo là những phương lương dược, là những lời dạy giúp cho chúng sanh không còn sợ hãi, Tăng Bảo là tăng đoàn hoàn toàn trong sạch, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, các ngài cũng không còn sợ hãi. Cho nên khi sợ hãi thì nên niệm tưởng ân đức Tam Bảo qua ba bài Itibiso, Swakkhato và Suppatipanno, chứ không phải, xin nói, niệm Phật là nghĩ đến ân đức của Phật, chứ không phải niệm Phật là réo gọi tên Phật. Sư không thấy trong bài kinh nào mà Đức Thế Tôn kêu gọi là khi nguy hại, khi các ông sợ hãi, các ông hãy niệm, hãy réo tên gọi Như Lai, hãy kêu gọi Như Lai, là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì không có rồi đó. Không có rồi đó. Chuyện đó thì không có ha. Sư lấy ví dụ như khi mà chúng ta có một cái anh hàng xóm tên là anh Tư đi, ảnh biết sửa điện, ảnh biết làm ống nước, ảnh biết trồng cây, rồi ảnh hay giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Và khi đó chúng ta nghĩ tưởng về ảnh, chúng ta nghĩ như thế nào? Anh Tư là một người rất là dễ thương, rất là dễ mến. Anh Tư là một người rất là khỏe mạnh. Anh Tư là một người rất là tháo vát. Và anh Tư là một người rất là tốt bụng, ảnh sẵn sàng giúp đỡ mình. Đó là cách nghĩ thứ nhất. Cách nghĩ thứ hai nè, quý vị nghĩ: anh tư. Thì quý vị nghĩ coi cái cách suy nghĩ nào nó hợp lý hơn. Đấy, thì sư đang dựa theo kinh đó. Thì theo kinh Tạng, cụ thể là bài kinh Đầu Ngọn Cờ, thì Đức Phật đề nghị đó, khi mà các ông có sự sợ hãi, các ông muốn có sự an ổn trong tâm đấy, thì hãy niệm tưởng đến Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hoặc ông niệm tưởng đến chánh pháp, hoặc niệm tưởng đến tăng đoàn, thì như thế các ông sẽ thoát khỏi sợ hãi. Rồi chúng ta tiếp theo.